Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại trên đồ tính. Vừa rồi tôi sẽ mở một món đồ tôi mua Shopee về. Đó là cái quần nam kaki mã của nó là dáng tây này, lưng thun, ống suông, số lượng 1 và cả ship đây 161 nhé. Mình mua về ở của Shopee Mail nên cũng yên tâm phần nào. Bây giờ mình sẽ mở hộp nhé. Mã này thì giao hàng khá là nhanh, tầm khoảng 3-4 hôm đấy đó. Mình sẽ mở hộp này. XL không biết là vừa không. Đây mã của nó, cái quần độ ống kiểu này giãn nhá, co giãn một chút nhá. Đây mình sẽ mặc thời gian, nếu mà đẹp ok mình sẽ mua thêm cái mới. Còn các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì mình sẽ để link ở đấy, ở bên dưới mô tả nhé, các bạn bấm nhá. Rồi túi quần thì khá sâu, hai túi trước nhá, ở đây nó có dạng chun và có cúc khóa quần. Đằng sau thì có túi như bình thường, túi hơi nông tí các bạn, túi sau thì hơi nông. Quần vải có giãn một tí nhá, giãn. Rồi các bạn muốn mua sản phẩm này các bạn cứ bình luận hoặc các bạn bấm một cái link mô tả bên dưới video nhá. Rồi video mình xin tạm dừng tại đây. Và nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.